Xin chào mọi người, chào các bác. Mình là báo giá ít loa nghe nhạc đến từ Nhật, loa hát karaoke và những cặp loa tay còn tương đối là khá mới anh em ạ. Loa nghe nhạc Technics đến từ Nhật Bản, cấu hình là một bát 25, bên trên là loa chép giấy nha. Dòng này nghe nhạc trong phòng 20 đến 25 mét vuông khá là hay rồi, tiếng cũng đầy đủ lắm anh em, econ còn đầy đủ, còn rất là đẹp này. Hiệu Technics đây, đến từ Nhật Bản nha. Từ loa bát đến loa chép còn zin cả. Cặp này em bán 2.300.000 đồng cho một cặp. Ở phía dưới là những cái lỗ rung hơi hình tròn tròn anh em. Nó có tất cả là 5 lỗ nha. Ở phía mặt sau này là những cái đường này, đường băng keo bên Campuchia họ dán vô đấy. Rồi khi mà em bóc ra nó sẽ lột cả một cái lớp, cái lớp gọi là lớp đen của cái thùng loa này anh em. Nên nó sẽ như thế này ha. Đấy, nó bị mất hết hai cái con ốc. Đây nè, bên đây còn, bên đây còn ốc vặn vô, còn đây thì mất rồi. Đó, mình có thể về mình chế cháo lại nha. Em bán cặp này bán giống như là không có lái luôn, 2.3 triệu cho một đôi. Technics SB5000 đến từ Nhật Bản, Japan, 8 ohm 75W. Mà sóng còn mới lắm anh em ạ. Rồi econ cũng còn đẹp này. Tất cả econ còn đẹp nha. Đây là econ của loa chép này. Đó, có thể gắn vô vậy. Rồi, cặp này 2.3 triệu nha. Bao sống 100%, hàng zin hết. Cặp loa cây đèn cầy của nhà Sony, dòng này đến từ Korea, em còn một đôi. Từ trước em về hai đôi, em bán hết một đôi rồi, còn một đôi này. Em sẽ mở cái căng ra. Cấu hình là 5 loa cho một thân thùng, gồm 4 loa bass và một loa chép dôm. Dòng này đến từ Made in Korea nha, Sony dòng loa cây đèn cầy này. Cặp này em bán 1.300.000 đồng cho một đôi, cho một cặp luôn ạ. Đó, rất là cao, nhìn cũng xinh xắn anh em. Trưng bày phòng khách nghe nhạc ổn ha. Đó, tiếng mid và tiếng chép, tiếng trung âm nó ra rất là to. Mình muốn hay có thể thêm con súp vô, súp điện hoặc là súp hơi đều được. Nó có hai lỗ rung hơi này, bên trên một lỗ và bên dưới một lỗ ha. Rồi 4 loa mid bass và một loa chép dôm nằm ở phía dưới đây. Cái căn của nó cũng còn đẹp anh em, đầy đủ hết. Em bán cặp này 1.3 triệu nha. Đó, cái đế rất là tròn và to này. Cặp loa bá Nhật Sensui S5001 cũng chưa về nghe nhạc anh em ạ. Đó, cũng còn đẹp còn mới và căng cũng còn ok này. Nó có một chiếc ở dưới này bị mất cái logo rồi. Đây còn logo Sensui này, một chiếc bị mất rồi nha. Dính bụi và dính dơ. Đó, hai lỗ rung hơi ở phía dưới. Bên trên là loa bass 25, loa mid và loa chép. Còn đây là Sensui S5001 đến từ Nhật Bản, 8 ohm 60W. Đó, hàng bán của Nhật ha. Hình thức thì cái bát nó hơi xấu một chút anh em. Cái bát nó hơi dơ này. Nó hơi dơ ở cái mép dưới nha. Đó, hai bát luôn, bát nào cũng dơ cả. Dơ mép dưới một chút anh em. Còn loa chép thì loa mít đẹp. Vỏ thùng cũng còn tương đối khá đẹp. Nó mặt sau của vỏ thùng đây. Cũng còn đẹp ha. Đó, Sensui S5001 này. Cặp này em bán 2.500.000 cho một cặp. Đấy, giá là 2.500.000 nha. Nó bắt 25 bao quay, một trung và một chép, model là S5001. Cặp phi vây ở phía dưới, đây là dòng đến từ Mỹ Nòi, Mỹ Xịn. Đó, dòng này chưa về tiếng ca, tiếng hát karaoke của mình đó anh em, tiếng mid, tiếng chép nha. Rồi bên trên là loa chép kèn. Chép kèn này chép kèn đôi nha, bởi vì bên trong nó tới hai cái củ loa là nó thông ra một họng thôi. Hai lỗ thông ở phía hai bên. Bass 30 này. Đây, dòng này có thể hát karaoke và nghe nhạc cho phòng 25 đến 30 mét vuông nổ lại là đều được nha. Hệ căng cũng còn đầy đủ luôn. Hiện tại em đã tháo hệ căng ra rồi. Ở bên trên là chấp kèn, bên dưới là loa bass 30, côn 150 và từ 150 côn 63 anh em ha. Dòng này côn lớn mà. Nó chưa về tiếng ca, tiếng micro của mình. Đây, cặp này bán 5.500.000 ha. 5.500.000 cho một cặp. Bass màng da bò này anh em. Màu nâu da bò nha, gân vải lụa. Đó, anh em có thể lên Zalo em sẽ gửi rụt ngang của cặp loa phi vây này qua cho mình xem. Đó, rồi loa chép cũng vậy nha, tất cả đồ zin hết. Rồi mặt sau của loa đây, có màu đen là phi vây 112HC25A này. Dòng đến từ Mỹ nha, USA, hàng đầu của Mỹ anh em. Và không thấy ghi công suất của loa. Đường vô và dắt 6 ly.
Đó, hai đường mình vô đường nào cũng được hết, đường vô và đường ra đó anh em. Mình nghiêm đường nào cũng đúng hát được hết trơn ha. Đó, loa phi vây HC112 này, giá là 5.500.000 đồng cho một cặp anh em ạ. Bên trên là cặp loa tay đến từ hàng bát xịn nội địa của Trung Quốc. Sử dụng một loa chép và một loa bát 16. Đây là chép giấy này. Bát 16, những cái dòng này nó bị mục gân rồi. Em sẽ đụng nhẹ thôi. Đó, đụng nhẹ như mục gân rồi ha. Kể cả bên này cũng vậy, bên đây cũng bị mục gân rồi. Bát mua em sẽ thay gân luôn cho. Cặp này giá 1.200.000 cho một cặp. Hình thức thì còn mới, còn đẹp. Anh em thấy nè, đây là cái khung của nó hình bằng nó bằng những cái lỗ này anh em. Chuyên nghiệp lắm, nhìn khá là xịn sò và cao cấp. Này, khung nó rất là cao cấp nha. Khung sắt bên trong cao cấp lắm, trời chép giấy. Đó, những cái dòng này làm loa trả lời hay là làm loa treo quán cà phê là hết sảy luôn. Nó đánh rất là tốt, tiếng ra rất là to và rõ anh em nha. Tiếng chép ra lớn lắm. Cái cặp loa này em bán 1.200.000 nha. Hàng xịn của Trung Quốc. CF Audio này. Nó còn đầy đủ cả cái căng nha. Đây này, cái căng đây. Nó mặt sau của loa thì nó trang bị bằng cái cặp loa này này. Cặp loa này, cặp loa nhấn ha. Lỗ đồng hơi phía sau này. Bên đây cũng vậy, hai bên đều như nhau. Đó. Thùng sơn sần màu này chắc gọi là màu màu sữa đi ha. Đó, thùng sơn sần màu sữa. Đây, cặp loa này bán 1.200.000 một cặp nha, hiệu CF Audio đến từ nội địa Trung Quốc anh em, hàng bãi đấy. Bên trên đây là cặp loa phi vây hàng của Mỹ, hình thức thì nó không có ai căng. Và một chiếc, nó có một chiếc chép nó bị xấu nè, này nó bị rạn nứt rồi, em đã dán keo lại rồi ha. Đó, rạn nứt em đã dán keo lại rồi. Hàng này bao sống hết, bao sống bao keo mà. Phi vây này đến từ hàng Mỹ. Đây phi vây đây. Đó, model là SE6W nha. Ở phía dưới này đến từ Made in Mỹ nè. Đó, Made in USA ha. Hàng xịn của Mỹ anh em. Không có ai căng. Cặp loa tay không có căng ha. Từ trước có còn đủ địch đều cái căng thì em bán tới 2.300.000 rồi. Nên cặp này nó có một chiếc chép bị rạn nứt này và nó không có căng, bán 1.400.000 nha. 1.400.000 cho cặp loa cây loa tay phi vây đến từ Mỹ này, chép đôm và loa bát 14 anh em ạ. Và cuối cùng là cặp loa đến từ nhà Canada. Cặp này em mua được bát thì giống nhau, nó chỉ khác màng thôi. Đó, giống như là họ sản xuất năm này năm kia đó anh em. Năm một năm thì màng bát màu trong, còn một năm thì màng bát bằng giấy. Đó, củ loa giống nhau nha, củ loa, côn loa cũng như là công suất loa đều giống nhau hết, em đã kiểm tra rồi. Nó chỉ là khác màng thôi. Rồi củ chép với củ mid nó cũng giống nhau 100% luôn, kể cả củ loa bát cũng vậy, cũng giống nhau 100%, nó chỉ khác mỗi cái màng bát thôi. Đó, hiểu Signature gì này, ghi tắt là vậy anh em ha, đọc vậy cho nó mau. Đó, hiểu tiếng Anh, tiếng Canada đấy. Là model là SD45S. Gồm một bát 30, một trung 12 và một loa chép đôm titan. Cặp này không có ai căng luôn nha. Em bán 2.500.000 nha cặp này. Đại giá 2.500.000 ha. Nghe nhạc khá là êm và bát ra rất là mềm. Đây có cái tem mặt sau này. Đó, đến từ Made in Canada nha. Nó dòng của Canada. Hầu như là cặp này nó trùng liền kề seri đó anh em. 33986 này và 33990, à nó không có trùng. Nó cũng gần liền kề rồi chứ nó chưa được trùng ha. Đó, hai số seri đây. Rồi cọc loa bằng giắc gài. Đây mình gài cái này, gài dí vô mình gài nha, cộng trừ đó ràng. Khe không ở phía dưới này. Cặp này em bán 2.500.000 nha. Nó bị khác màng bát. Đồ di 100%, hàng sống hết anh em. Hai con này chất ông nghe cũng ná ná nhau, nó cũng chín mười với nhau, nó không có bị chân lật gì mấy. Em đã test thử rồi. Đó, hàng đẹp lắm. Rồi và em vừa lên sóng báo giá một số loa này. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.